Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Chính phủ, ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế nói chung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn rất quan tâm, trăn trở, cầu thị, lắng nghe ý kiến từ các nhà quản lý, chuyên gia doanh nghiệp. Qua đó có nhiều giải pháp chỉ đạo sâu sát, kịp thời nhằm đảm bảo kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế. Đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến tín dụng, lãi suất. Qua đó, trong bối cảnh bên ngoài rất khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế đất nước thời gian qua đã tốt dần lên, tuy nhiên vẫn chưa được như mong muốn, kỳ vọng. Trình bày báo cáo tại cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho rằng chưa bao giờ công tác điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như bây giờ. Ông Vy Phon, hiện nay toàn hệ thống ngân hàng đang phải chữa bệnh thừa tiền. Cũng giống như các doanh nghiệp bị tồn kho hàng hóa, thì các ngân hàng thương mại cũng đang tồn kho tiền. Dù Ngân hàng Nhà nước cùng với toàn hệ thống tín dụng liên tục tổ chức các hội nghị nhằm đẩy kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên toàn quốc để lắng nghe ý kiến, rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, các mặt hàng nông sản chủ lực, lúa gạo, thủy sản, cà phê, ban hành chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đẩy mạnh công tác truyền thông, nhưng việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế vẫn khó khăn bởi doanh nghiệp không hấp thụ được vốn, không muốn vay, đây là vấn đề rất khó. Phó Thống đốc nói, có nhân viên tín dụng nói với tôi, đã đến từng nơi, có nhiều doanh nghiệp nói với cháu họ không những không vay mà còn đòi trả lại tiền vì người ta chưa có phương án kinh doanh. Báo cáo cụ thể của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 12,56 triệu tỷ đồng, tăng 5,33% so với cuối năm 2022. Cùng kỳ năm 2022 tăng 9,87%. Trong 3 năm gần đây, tín dụng toàn hệ thống tăng thêm bình quân khoảng 1 triệu tỷ đồng trên năm. Thực tế doanh số cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng sang nền kinh tế trong năm lớn hơn rất nhiều lần. Cụ thể năm 2021 là 17,4 triệu tỷ đồng, năm 2022 là 19,7 triệu tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 gần 10,2 triệu tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, trước bối cảnh các kênh huy động vốn khác chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhất là thị trường vốn dâng tồn tại một số vấn đề đã khiến nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế tập trung phần lớn qua kênh tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt từ năm 2020, tuy có dấu hiệu tăng chậm lại trong năm 2022 nhưng vẫn trong xu hướng tăng, tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dư thừa và còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng tín dụng, toàn hệ thống còn khoảng 9% để tăng trưởng tín dụng, tương đương khoảng 1 triệu tỷ đồng, lãi suất cho vay có xu hướng giảm, từ đó tổ chức tín dụng có điều kiện thuận lợi để cung ứng vốn tín dụng đối với nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tăng trưởng tín dụng thời gian qua chưa cao không phải xuất phát từ nguyên nhân thanh khoản của hệ thống ngân hàng. VTC News ghi nhận, nghịch lý ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất để kích cầu nhưng tăng trưởng tín dụng lại thấp nhất trong vòng hơn chục năm khiến không ít người bất ngờ. Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 là 14-15%, nhưng gió đổi chiều khi tăng trưởng tín dụng bất ngờ ì ạch. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%, nhưng khoảng cách về đích vẫn còn rất xa. Đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 12,56 triệu tỷ đồng, tăng 5,33% so với cuối năm 2022. Cùng kỳ năm 2022 tăng 9,87%. Trong bối cảnh dư địa thoải mái như vậy, các ngân hàng đua nhau kích cầu bằng cách hạ lãi suất nhằm tăng cung ứng vốn cho nền doanh nghiệp, người dân. Có thể kể đến BIDV công bố gói 300.000 tỷ đồng để cho vay với mức lãi thấp hơn từ 0,5 đến 2% trên năm so với lãi suất cho vay thông thường. Agribank triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng và 500 triệu USD cho khách hàng doanh nghiệp với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 5% trên năm, lãi suất cho vay trung dài hạn chỉ từ 8% trên năm, riêng lãi suất vay USD từ 3% trên năm. Một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng dành các gói ưu đãi hàng chục ngàn tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 7% trên năm với doanh nghiệp và 8,5% trên năm
với khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng không đạt như kỳ vọng. Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần lớn tại Hà Nội thừa nhận, các ngân hàng thương mại đang thừa vốn, buộc phải giảm lãi suất huy động để giảm áp lực tồn kho. Theo vị này, ngân hàng cũng mong tình hình kinh tế tốt lên để người dân và doanh nghiệp bớt gửi tiền tiết kiệm mà rút vốn ra làm ăn. Chỉ khi sức mua tăng, hàng tồn kho giảm được, doanh nghiệp mới cần vốn để sản xuất. Như hiện nay, ngân hàng muốn cho vay nhưng doanh nghiệp, người dân không làm ăn được nên không vay. Anh NMH, tên viết tắt, trưởng phòng kinh doanh khối doanh nghiệp của một ngân hàng thương mại cho biết. Hiện nay, mặt bằng lãi suất vay đối với doanh nghiệp đã khá thông thoáng, nhưng khẩu vị của khách dường như đã thay đổi, ít mặn mà hơn với vốn tín dụng. Vì thế nhiều thời điểm, ngân hàng phải trong tình trạng chờ khách. Ông Phạm Quang Anh, giám đốc công ty may mặc Donny, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đơn hàng của doanh nghiệp hiện trong tình trạng ít đều và doanh nghiệp đang dần thích ứng với tình trạng này. CEO Donny lý giải, giai đoạn quý 4 năm 2022, tình trạng sụt giảm đơn hàng may mặc xảy ra khá bất ngờ nên doanh nghiệp bị sốc. Tuy nhiên từ đó đến nay thì đơn hàng vẫn ít như vậy nên doanh nghiệp buộc phải thích nghi với khó khăn này. Hiện nếu tính về đơn hàng xuất khẩu thì thời điểm này đang sụt giảm khoảng 70% so với cùng thời kỳ năm trước. Về tình hình vay vốn, theo chia sẻ của ông Phạm Quang Anh, nếu thời gian trước dù Donny có muốn vay với lãi suất cao thì các ngân hàng cũng không thể cho vay vì cạn room. Hiện nay, tình hình khác hẳn, thủ tục vay và việc giải ngân rất nhanh, dễ dàng. Lãi suất cũng giảm hơn so với thời gian trước, chỉ còn khoảng 10,5%. Tuy nhiên, hiện công ty không dám vay, thậm chí còn đang tìm cách bán bớt tài sản để trả bớt nợ cho ngân hàng. Bởi trong tình trạng khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp phải tìm cách tiết giảm nhiều chi phí, trong đó chi phí lãi vay ngân hàng là gánh nặng rất lớn. Cũng giống doanh nghiệp, nhiều người dân hiện không mặn mà vay vốn ngân hàng. Chị Mai Lan, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kinh doanh một cửa hàng thực phẩm trên phố Minh Khai cho biết, dù là mặt hàng thiết yếu nhưng doanh thu cũng sụt giảm đến 35-50% do khách hàng thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm chi tiêu. Vì kinh doanh bết bát nên chị buộc phải chuyển hướng từ cho thuê mặt bằng lớn để bán phải chuyển vào mặt bằng nhỏ hơn, đẩy mạnh bán online để cố cầm cự. Còn theo anh Minh Đức, chủ một hộ gia đình chuyên kinh doanh gỗ tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, chưa bao giờ thiếu đơn hàng như bây giờ. Chưa hết lao đao vì đại dịch, đến giờ lại phải đối diện cảnh sức mua sụt giảm trầm trọng. Hiện nay, khi chưa trả được hết nợ, lại thêm không có khả năng mở rộng quy mô nên anh không có nhu cầu vay. Ở góc độ khác, anh Phạm Sơn, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, vợ chồng anh đang có nhu cầu vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, lãi suất vay mua nhà hiện rất cao, thậm chí có ngân hàng vẫn giữ mức gần 12%. Phần lớn các ngân hàng còn lại có mức lãi suất khoảng 10%. Nếu vay ngân hàng 1 tỷ đồng, số tiền lãi mà vợ chồng anh Sơn phải gánh mỗi tháng xấp xỉ 10 triệu đồng, cộng thêm số tiền gốc phải trả. Mỗi tháng số tiền phải trích ra để chi trả ngân hàng là gần 20 triệu đồng. Đây là con số quá lớn so với thu nhập bấp bênh hiện nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vẫn thấp so với cùng thời kỳ các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố khách quan như do tác động của đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động từ khả năng hấp thụ vốn của nhóm bất động sản. Bên cạnh đó, việc triển khai một số chương trình tín dụng gói 120.000 tỷ đồng, chương trình hỗ trợ lãi suất cũng gặp khó khăn vướng mắc. Ngân hàng Nhà nước cho rằng, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dư thừa và còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng tín dụng, việc triển khai các giải pháp để tăng khả năng hấp thụ vốn của người dân doanh nghiệp là rất cần thiết để tổ chức tín dụng có điều kiện cung ứng vốn, mở rộng tín dụng đối với nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Theo đó, để nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đề xuất 4 nhóm giải pháp gồm: thứ nhất, nhóm giải pháp kích cầu đầu tư, tiêu dùng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế; thứ hai, nhóm giải pháp phát triển các loại thị trường, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; thứ ba, nhóm giải pháp nâng cao năng lực, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp; thứ tư, nhóm giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!